Huawei ra mắt dòng điện thoại thông minh mới Honor 20 tại London hôm 21 tháng 5 trong một buổi giới thiệu nhấn mạnh công nghệ của công ty Trung Quốc này, nhưng không đề cập đến khả năng tan rã hợp tác với Google. Huawei, nhà sản xuất điện thoại lớn thứ hai trên thế giới, vận hành các thiết bị của họ trên nền tảng Android của Google, nhưng Bộ Thương mại Mỹ đã cấm Huawei mua hàng hóa của Mỹ vào tuần trước, gây nên sự bất định cho các bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Hôm 21 tháng 5, Mỹ tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với Huawei, cấp cho hãng này giấy phép mua hàng hóa của Mỹ cho đến ngày 19 tháng 8, có nghĩa là các bản cập nhật của các ứng dụng phổ biến của Google như Gmail và YouTube có thể được tiếp tục cho đến lúc đó. George Chow, chủ tịch thương hiệu Honor nhắm vào giới trẻ của Huawei, trình làng Honor 20 Pro, Honor 20 và Honor 20 Lite. Các mẫu điện thoại này sẽ được bán với giá tương ứng là 599 euro, tức 669 đô la, 499 euro và 299 euro. One still provide angle camera.